Đây. Giờ ra tiếp tục làm 10 hộp game. Dạ. Thì cái số bé bệnh nó nhiều quá, thành ra mình xử lý nó hơi nhiều quá cô chú. 10 hộp kim. Cái 2 da 3B. 2 da 3B nữa anh. Còn mấy hộp? 8 hộp. 8 hộp hả? Lấy 2 da 3B nữa. Này 8 hộp kim nữa rồi. Cái chai gì chị vết thương á, chống phù nề đó anh. Vết thương phù nề cũng tiêm được cái này luôn, kết hợp với chảy máu thì tiêm gluco, còn không chảy máu thì tiêm nó chẳng đau nhanh. Không, này anh con còn tiêm con này còn có cái giảm đau nhanh chưa, hoặc là chảy máu thì tiêm gluco vào. Nếu chảy máu thì tiêm gluco, còn nếu mà không giảm đau thì tiêm giảm đau nhanh là cái chai giảm đau nhanh đó đó. Đúng rồi, cái đó là giảm kháng viêm giảm đau nhanh kết hợp với kháng sinh. Vết thương là kháng sinh nhau. Đúng rồi, anh em tiêm là cùng tiêm ma móc. Đau nhanh không? Đây. Rồi tính tiền không đi anh? Thì cứ mỗi ngày về đó cô chú, chậm lắm là 2 ngày là hết thuốc, phải coi như 2 ngày lấy nhiều hơn là mỗi ngày, cứ phải như vậy. Tại vì mỗi một ngày cái mầm bệnh nó khác nhau, cái loại bệnh nó khác nhau, đứa thì phổi, đứa thì tiêu chảy,